Come here. Này, come here, tôi vào luôn này. Ui rồi, tôi chơi luôn anh em ạ, thật với anh em luôn. Dăm bà. Ôi, come here, thay không anh em? Ôi, không hay nha, không. Ơ, tôi chết, con này chết rồi. Này thì né với chúng tôi này. Né hơi. À. Né với chúng tôi này, à. Ôi, em sai. Ui, thì nó lên đông thế. Ui, siêu nhân tôm ơi các bạn. Trận đấu này tôi chưa biết chơi cái gì. À, tôi chơi Guzen nó các ông xem nhá. Guzen game vừa xong không biết chơi anh em ạ. Tôi chơi Guzen cho các ông xem. Guzen chơi hơi non. Thì tôi pick Guzen nhá. Trận này Guzen tôi phải ăn ít nhất 10 mạng anh em ạ. Tôi chơi con này kinh lắm anh em. Game này ít phải ăn được hai mấy ba mấy mạng anh em ạ. Con Guzen này thì đánh hay là do tôi anh em nhá. Còn đánh thua là do đồng đội á. Chứ trận đấu này là tôi đã làm hết cỡ rồi. À quên nhầm. Quên. Đã đánh tí gì đâu mà làm hết cỡ, nhầm. Trận này là tôi đã gọi là pick hết cỡ rồi anh em ạ. Hay user lên sát thương vật lý nhá. Ok. Bây giờ anh em lên giao đi rừng cấp 3 anh em nha. Anh em bây giờ lên giao đi rừng cấp 3 nha. Quyết không ạ? Mid này không? Mid này. Tôi quen tay tôi ấn hồi máu anh em ạ. Không biết có ông nào giống tôi không. Ơ sao tự nhiên hôm nay tôi không có cảm giác tôi tìm được cái niềm đam mê chơi Guzen nhỉ. Cảm giác em ạ. Cảm giác hôm nay không phải là ngày chơi Guzen ý. Những cái hôm nào mà tôi chơi Guzen là tôi có cảm hứng chơi lắm. Nhưng mà chả sao hôm nay tôi không thấy cái đấy anh em ạ. Thôi thì anh em nhỉ. Bình thường chơi Guzen là anh em phải có cảm hứng cơ, nhưng mà chả hiểu sao hôm nay tôi không tìm được cảm hứng chơi Guzen. Lấy nốt cái level ở đây đây nha. Lấy nốt cái level cái. Ở trên này. Ôi, cái nữa. Đấy nha. Gắt nhỉ. À, phát vừa xong tôi biết là bị đóng băng rồi nhưng mà phải nhồng lên anh em ạ. Bởi vì là cái phát đấy tôi tin tưởng vào đồng đội tôi. Phi run trúng anh em ạ. Thế anh em phải có niềm tin vào đồng đội của anh em nha. Trận này không phát được đi ấy à, trận này không canh được đi farm anh em. Ok, lên giáp kháng phép nha. Đây này, đánh này. Ơ à. Ủa, chạy thế. Ủa. Ui, né này. Né nồi. À, hay, hay quá anh em. Ăn này. Con này 4 mạng rồi này. Câu nào phi đây. Kinh dị. Ê, nó đang ăn này không ơi, nó đang ăn này thấy không. Vào này. Té này. Lại ulti thôi anh em. Không đủ đam anh em ạ. Đủ hay quá. Hay. Hay quá. Nice anh em. Nice ạ. Không, cái phát đấy tôi lỗi ạ. Cái phát ăn rùa là tôi lỗi ạ. Ok, lên đồ đam anh em nha. Phát vừa xong tôi lỗi anh em ạ. Tay tôi hơi chậm. Tại hôm nay tôi không tìm được cảm hứng chơi Guzen anh em ạ. Không hiểu sao. Ui cái gì ạ? Máy nổi. Ui. Lùi anh em nha. Con kia có đóng băng anh em ạ. Không chơi được nó. Cứng quá. Thằng này lên tanh đúng không? Hai tông hai. Hay rồi, hai, tuyệt vời. Team tôi chơi hay đấy chứ. Team này anh em. Ui à, anh em thấy tinh tế không anh em. Cố tình đi vào để bị làm choáng rồi bị đẩy ra anh em ạ.
tinh tế anh em. Ôi, tầm này mình không đủ đam để giết nó rồi, bọn nó khá xanh á. Thôi mình đi farm anh em, đi farm. Rồi ăn buổi mà đi đánh nhau này. Trận này thằng Moscow xanh nhỉ. Ôi từ từ anh em nha, đánh khéo khéo tí nha. Ôi, một cung nó ném giáo. Nó khoảng trên, nó ném giáo thế chắc nó khoảng trên. Mà tôi muốn ra tôi ăn bộ. Ê, này, nó kia. Một cốp này. Xong này. Ôi. Ui. Ê, lùi anh em nha. Ơi, chết tội. Ui, tôi sụp kèo đấy. Team tôi không vào hả? Tôi về đây nha. Về anh em nha. Đây, tôi chờ ông này ấy chở nha. Chờ tôi ông ơi. Ok. Đứng trên này. Ui. Team nó cảm giác cái ông này đánh hay nhỉ. Ơ chết thế. Nào bro. Hay, anh em thấy tinh tế không? Vắt là vòng ra đằng sau ngay. Từ từ nha. Ok, lùi nha. Về lấy bùa anh em ạ. À, nó lăn rùa. Thằng kia lăn rùa. Lấy con bùa đỏ này cái nha anh em nha. Ok này. Xong này. Tầm này vào khéo khéo tí anh em nha. Tầm này vào dễ bay máu. Ôi tôi chênh thằng này tận 3 level luôn à. Nice xử nhỉ. Thằng này cầm đồ gì à? Chưa có đồ gì à? Ây da. Kinh nhỉ. Kinh á. Tôi tưởng tôi nhồng lên tôi chơi được nó anh em. Ông này chưa có chiêu cuối ta? Chắc chưa đúng không? Đấy, tôi đang đi về ông này. À, nó trong kia anh em. Úi dồi, phóng run hơi hề một tí. Ui. Ôi, ông này tông thẳng vào ấy à. Té này. Ui, ông này phóng run toàn trượt nhỉ. Nhưng mà cũng khó. Team bạn nó phòng sẵn. Hay. Nice xử. Tránh thủ tôi đi farm thì anh em. Chưa đánh nhau mà anh em. Đây này, đây có này. Ok, lùi tí anh em nha. Từ từ anh em ạ, cái góc này không đẹp. Làm gì tôi? Chơi này. Điểm gì tôi? Trời ơi anh em thấy không? Giao vào giao tranh là phải như đây. Anh em thấy không? Giao vào giao tranh là phải như thế anh em ạ. Phải có tư duy anh em ạ. Không hiểu không? Chơi guild rừng là phải như thế. Chơi guild rừng là phải dùng cái đầu. Trời ơi, chơi guild rừng anh em đừng dùng tay chân. Xử lý nó phải gọi là mắc gọi là gì nhỉ? Mắc ping anh em ạ. Nó dùng từ mắc ping là chuẩn đấy. Thôi. Ông này lấy đi, tôi về. Thấy không? Chơi guild rừng là phải xử lý nó mắc ping như thế anh em hiểu không ạ? À. Công nhìn tôi múa công đừng sốc quá xong rồi vào rank múa nha. Bởi vì không ông nào chơi được như tôi đâu. Tôi kinh lắm anh em ạ. Chờ anh chơi user thôi. Tôi khuyên anh em không nên chờ bởi vì tôi cầm con này cứ auto win à. Tôi không thích lắm. Bởi vì tôi đánh nó dễ ấy. Uầy. Trời ơi, đủ hay chứ các ông. Đủ mượt chứ các ông. Đủ mượt chứ các ông. Trời ơi. Ây da. Đủ mượt chứ các ông. Cái gì vậy? Xem team này sẽ đánh như nào đây.
Xong trận này chắc lên thần thoại rồi. Trời ơi, thật như thế thì yeah bro. Đây này. Trời ơi, đủ mượt chứ các ông. Trời ơi, god này. Nào ra rồi nhảy vô. Ui, tư thế. Ê, ui, thôi, xin lỗi. I am sorry. Ui, nhưng mà trận này con veo kinh thật. Tôi sẽ dình để tôi ăn bùa anh em nha. Một pha khó hiểu là như nào. Tất cả những xử lý là đều trong nằm tầm tính toán của tôi anh em ạ. Không có gì là khó hiểu hết đâu anh em. Tất cả đều rất dễ hiểu. Hãy đi đẩy nhà này các ông ơi. Hãy đi đẩy nhà này các ông ơi. Nó đi đẩy nhà này các ông ơi. Làm sao? Vào đây, come here. Này, come here. Tôi vào luôn này. Ui dồi, tôi chơi luôn anh em ạ. Thật với anh em luôn. Dầm bà. Ôi, come here. Thay không anh em? Ôi, không hay nha. Không. Ôi, tôi chết, con này chết rồi. Này thì né với chúng tôi này. Né hơi. À. Né với chúng tôi này. À. Ôi, em sai. Ui, đi nó lên đông thế. Chết mợ rồi. Người ta gọi là tấu hài nhưng không đến nơi anh em ạ. Phải trưởng thật. Mình tưởng là 1-2 thằng. Tự nhiên nó lòi ra thêm 3-4 thằng nữa anh em ạ. Nổi. Ê, đây, vào với. Ê, căng vãi. Ê, chơi anh em. Ê, vào này. Trời ơi, bay màu luôn này. Ê, bay màu luôn này. Kinh không anh em? Tinh tế không anh em? Từ anh em nha. Nghịch dại với chúng tôi này. Tấu hài với chúng tôi này. Đẩy nhà tí nha. Lót này không ơi. Ăn này anh ơi. Ăn này. Vào luôn này. Đánh nhó. Thoải mái đi ông ơi. Ok không? Đan bùa cái bùa tí nha. Đấy, ông nào bảo tôi chơi được user 11 mạng ấy, tôi 10 kin thôi. Tôi bảo với anh em rồi, chẳng qua tôi không thích thôi. Tôi con này đi ông. Tôi lấy nốt cái này nha. À, cầm cái này nha. Trên này không. Ôi, con bùa này anh em này. À, nó không dám ăn anh em, nó không dám ăn. Không dám ăn. Ôi, trượt à. Xem tỷ trận này đánh như nào nha. Này. Đây. Ôi, lùi ra tí anh em này. Ê. Trời ơi. Lại gặp gọi là siêu nhân top mỡ như này. Ôi, siêu nhân top mỡ thật anh em ạ. Trời ơi, ra đây. Ui, siêu nhân top mỡ anh em ạ. Trời ơi. Mà gặp phải siêu nhân top mỡ như này chết anh em ạ. Nói chung là tôi cũng chỉ muốn dìu qua mắt thợ thôi anh em ạ. Đấy, lên thần thoại rồi.